Em gặp nắng cách đây là 4 năm rồi. Vừa thi đậu vô trường thì em đã gặp nắng. Ấn tượng đầu tiên mà khi gặp nắng là một bạn rất là cao, dáng người mảnh khảnh, tóc dài, đi rất là thướt tha. Ngoại hình của nắng trước, sau đó thì thấy người này có vẻ thú vị quá. Đó là ấn tượng đầu tiên của em khi mà gặp nắng là ngoại hình. Nắng rất là đặc biệt, nhìn rất là lạ, nhìn khó đoán lắm. Nghiêm túc từ giờ giấc, tác phong làm việc, tức là học tuồng rất kỹ, hát kỹ, diễn cũng kỹ. Từ ngoại hình cho đến tính cách của nắng rất là lạ, cũng không biết nữa. Tại vì chưa giờ thấy một người nào mà giống như là phong cách mặc đồ rồi mọi thứ nhìn lạ. Cách hát với lại thần thái của nắng cũng vậy, rất là tự tin luôn chị. Nắng là có thêm cây quạt với lại tóc dài với một phong cách đi rất là cao gót nữa, thì em thấy rất ấn tượng. Thì bọn em gặp nhau cái buổi xuất tinh, hôm đó là chụp hình cho truyền thông. Chỉ biết là nắng là bên ekip bên kia, nhưng mà cũng không biết là bạn có background gì về cải lương hay không. Rồi em là kiểu đang nghỉ trưa, cái xong cái nắng đứng ở giữa studio nắng hát, sao kiểu mình bị touch á, kiểu nó đi xuyên luôn rồi. Mình rất là cảm động trước những cái lời ca đó. Mình đang sưu tầm các bạn trẻ thích cải lương tuồng cổ, thì bạn Hà Nắng là lại được cái ưu điểm đó. Đây là Bạch Long nhận về Động Hóa Bạch Long. Kìa kìa sông Giang chớp động biển như đang cuộn ba đầu, lớp lớp thay nhau đầy con thuyền trăng sông xanh. Chèo Huế chẳng ai hay, khiến trăng thanh quay cuộn như điên dại. Xa trong náo loạn cung hằng, vì trăng sắp chìm tận đáy cuồng phong. Trùng dương là quãng gió, để chiêu hồn là qua phiền. Có lẽ chị Hằng Nga đã rõ tâm sự u hoài của ban thuyền quyên, nên mới lánh vào mây để khỏi nhìn một cánh hoa. Rất là unisex á. Rất là unisex, kiểu nhìn bạn có một cái sự rất là nữ tính nha. Cái tính nổi trong bạn rất là cao. Bây giờ nhìn bạn rất là cũng có cái sự cao lớn, cũng có những cái đường nét rất là nam tính, nhưng mà cái năng lượng mình tải ra nó rất là tinh linh, kiểu rất là nữ tính, kiểu nhưng mà em là bị mê mấy bạn nữ tính như vậy. Người rất là hay chia sẻ, rất là quan tâm em. Từ những cái chia sẻ đó mà em với Hà Nắng thân với nhau. Đối với tụi em, Nắng luôn hết mình, cảm giác vậy. Mọi thứ Nắng luôn chia sẻ hết mình, không có giấu gì hết trơn. Nhưng mà có nghiêm khắc thì cũng có, lâu cũng hơi chửi nghiêm khắc, nhưng mà rất là vui vẻ, rất là hết mình với tụi em. Bung xỏ hết để làm được cái mà mình muốn làm, sẽ hướng dẫn tận tình hết cho tất cả các bạn, sẽ không phải giấu giếm gì đó bên trong mình. Và trong quá trình mà Nắng hướng dẫn cho các bạn thì Nắng vẫn sẽ luôn học hỏi những cái mà Nắng chưa biết từ tụi em, và tụi em cũng học hỏi từ những cái không biết và còn thiếu hụt từ Nắng. Cái nghệ thuật mà Nắng theo đuổi cực kỳ nhiệt tình luôn, và những cái mà luôn cháy hết mình với nó, kiểu như muốn đốt cháy bản thân mình đó, là em cảm nhận được điều đó từ Nắng. Khi mà năng lượng của Nắng truyền cho em á, là đó em cảm nhận được như vậy. Nắng chỉ cho tụi em nhiều thứ mà tụi em vô tình bỏ quên trên sân khấu lắm. Dạ. Giống như là anh em trong nhà, đơn giản giúp nhau chứ không có cần nghĩ về ví dụ như phải có tiền bạc hay là gì mới làm. Xong rồi mỗi lần làm chung với Nắng thì thấy mình học hỏi nhiều. Em nghĩ khi Nắng chọn đi trên con đường này là một sự quyết liệt, một sự dũng cảm rất là lớn đối với Nắng. Và nó cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho những cái bạn đồng trang lứa đang có ý định muốn đi theo con đường này, hoặc là những bạn mà định hướng, chưa biết định hướng như thế nào mà họ có đam mê như thế này. Họ nhìn thấy Nắng, một người đi trước, có thể hướng dẫn cho họ, họ sẽ có động lực thêm để họ đi tiếp. Giới trẻ Gen Z bây giờ là đa số là thiếu hơn thị trường những cái mà sôi nổi, những cái mà hoạt bát hơn. Còn về phạm trù cải lương thì dành cho những cô chú lớn tuổi hơn. Cho nên là em thấy một bạn trẻ như vậy mà trái hết mình với lại nghề cải lương
mà một cái nghề này, môn nghệ thuật này á, là em thấy cực kỳ can đảm luôn và dũng cảm. Với lại cái cách mà Nắng tỏa năng lượng ra á, em thấy cái môn này cực kỳ thú vị nha. Khó khăn cho Nắng, tại vì theo em được biết thì theo quan điểm của em thì cải lương đang trong giai đoạn gần như là phục hồi, nên là sẽ rất khó khăn cho những bạn như Nắng, ủng hộ những bạn như Nắng nữa. Tại vì những bạn trẻ bây giờ mà quay về với cải lương mà tiếp tục cố gắng thì rất là khó, rất là hiếm. Phải rất là có cái gì đó thật sự rất là trong cơ thể, trong người mình phải có cái năng khiếu, với lại phải thích cái nghề thật sự mới đi theo được, thay đổi đến như giờ. Chứ cái môn này rất khó, cái cải lương là cái gì đó đối với em nó khó quá, mà mọi người theo đuổi nó mà đến tận bây giờ luôn, Nắng vẫn đam mê say mê với nó. Có khó khăn hơn, tại hiện tại thì giờ kể cả cái kịch của em luôn thì tụi em luôn phải cố gắng có mặt được trong sân khấu. Thì riêng em nghĩ, em quan sát thì em thấy là bên cải lương thì càng ngày thì càng thấy được cái truyền thông nó không có đưa cái cải lương nó nhiều hơn. Mình cứ làm hết công việc của mình. Khi mà ông tổ ông đặt cho mình, ông cho mình cái nghề này, rồi thầy mình dạy dỗ mình, cái vốn sống đó mình bỏ vô cái hành trang nghệ thuật của mình. Giờ khi mình truyền lại cho lớp trẻ, bây giờ cái thời Hoàng Kim cái lương nó không còn như ngày xưa. Nhưng rõ ràng dù hát một suất khán giả dẫn đến coi, thì chính cái một suất đó là cái để động lực cho Bạch Long làm nghề. Cái thứ hai, có những bạn trẻ giống như Hạ Nắng, bạn này chọn cái con đường khác cũng được, nhưng bạn này không chọn, bạn này vẫn chọn cái con đường cải lương. Thì cái đó là cái rất là quý đối với một người bạn trẻ. Bọn em làm chỉ là để, thứ nhất là để thỏa mãn cái mong muốn trong mình, là mình thấy tiếc quá, mình thấy tiếc về cái điều hay ho này quá, mà kiểu mình chưa thấy nhiều người làm, hoặc là trong tầm mắt của mình thì chưa nhiều người quan tâm, cho nên là mình muốn cất lên một cái tiếng nói để mọi người biết được là có một thứ nghệ thuật gọi là cải lương. Em phải tìm hiểu về nó, tại vì em cảm giác là nó giống như là cái sự khởi đầu của sân khấu. Tại vì trong quá trình học em thấy là cải lương tận dụng được rất nhiều do cái kịch của em, về vũ đạo, về đi đứng, về những dáng ngò này kia, thì cuối cùng vẫn quay đầu về cải lương để mà phát triển thêm về những cái thứ khác. Nên là em thấy bắt đầu phải tìm hiểu về cải lương nhiều hơn. Được cái là cải lương với lại kịch thì tại em nghĩ là cái kịch nó cũng rút ra một phần từ cải lương, rút ra cũng khá nhiều. Nên em học từ cải lương cách diễn xuất với lại cách mà kỹ thuật biểu diễn này kia nọ cũng rất nhiều, tiếng nói luôn. Bạn trẻ nào muốn theo đuổi hay là muốn tìm hiểu thử á, nên thử bỏ một chút thời gian ra để hòa mình cho nó thử coi, biết đâu nó sẽ mang cho mình cảm giác khác nữa, những cái lạ hơn là mấy cái thị trường bây giờ. Dạ bỗng công nương, dạ tiện đây mời công nương ghé lại huyện đường dùng bữa cơm chay. Dạ ngươi mà cũng biết ăn chay nữa à? Dạ biết chứ, thần nấu chay ăn, thần ăn mặn. Nhà ngươi hãy về đi, dạ, cho ta mượn tạm nơi đây một lát được chăng? Dạ chẳng những một lát mà bốn lát cũng được nữa công nương, tại vì đây là nhà con gái của huyện quan mà. Sao? Dạ con gái của nhà ngươi tên là Quỳnh Nga. Dạ đúng. Dạ cũng là vợ hiền của quan Tân Trạng Trần Minh đó à. Ông nội ơi, Trần Minh Đỗ Trang, trời ông nội chết kìa, chết tôi rồi, trời ơi, trời ông nội. Tại sao tao hỏi nhà ngươi mà ngươi không trả lời? Dạ con gái của Hạ Quan tên là Quỳnh Nga, dạ cùng Trần Minh biển thẹn non thề thề non ngàn biển. Dạ cắt đi. Dạ ngươi hãy về đi. Dạ để Hạ Quan chờ con gái về cùng lượt. Lo cái mạng già của ngươi đi. Dạ. Muốn chết hay muốn sống? Dạ muốn chết. Cái gì? Dạ muốn sống. Dạ mấy vị con nương, mấy vị con nương. Dạ mấy vị con nương.